bao giờ bạn dùng cỏ để làm đồ thủ công mỹ nghệ chưa? Tôi không muốn nói đến loại cỏ mà dành cho trẻ con chơi đâu nhá. Đây là một loại cỏ có giá trị kinh tế hẳn hoi. Cỏ này là cỏ tế. Cỏ tế sẽ mang đến cho bạn những món quà thú vị. Nếu như nói thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là vương quốc của những sản phẩm từ cỏ tế thì cũng không sai chút nào. Bởi cho dù đi bất kỳ đâu, bạn cũng bắt gặp những con người thân thiện với đôi tay khéo léo tạo nên cả một thế giới đồ thủ công mỹ nghệ hoặc những vật dụng vô cùng phong phú. Từ những con giống nhỏ xinh cho tới những đồ đạc cồng kềnh. Tất nhiên, để làm ra được những sản phẩm ấy thì có những gia đình trong làng chuyên làm riêng từng công đoạn quan trọng, đó chính là chuốt cỏ. Cô thấy loại cỏ tế thì mình lấy ở đâu đấy ạ? Lấy ở Hà Giang, ở trên rừng. Cái này làm là tính theo cân hả cô? Không, hay là tính theo trăm. Một ngày cô có làm được khoảng 1.000 sợi không ạ? 2.000. 2.000 sợi. Như vậy chỉ riêng với việc chuốt cỏ tế, mỗi ngày cô Hiệu đã kiếm được 320.000 rồi, một con số không nhỏ. Nếu như chúng tôi giúp, biết đâu ngày hôm nay cô Hiệu sẽ kiếm được 400.000 cũng nên. Thế nhưng kiếm tiền bằng việc chuốt cỏ tế quả là việc không tưởng đối với chúng tôi, ít nhất là trong ngày hôm nay. Cô thế nhưng mà trong cái lúc mà mình tước ấy, nếu mà chẳng may nó bị đứt đi cô, thế là mình vứt đi ạ? Vứt đi. Nhưng mà cái này mà bây giờ bỏ đi thì phí nhá. Anh có cách gì để cho cái này tái sử dụng lại được không? Cũng may là chúng tôi chưa kịp tuốt nhiều cỏ của cô Hạnh. Màn ảo thuật của anh Hoàng coi như màn xí xóa sai lầm và cũng là lời chào tạm biệt cô Hiệu của chúng tôi. Và mặc dù tự dặn mình là không nên làm ảnh hưởng tới không khí làm việc của ngôi làng bận rộn này, nhưng rồi chúng tôi cũng đành thất hứa với chính mình. Chị làm nghề đan cỏ tế này bao lâu rồi chị? Đan được mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi ạ? Vâng. Thế năm nay chị bao nhiêu tuổi ạ? Ôi, năm nay là 40. Như cái giỏ này thì là mình thường sử dụng để làm gì ạ chị? Giỏ để đựng quả trứng. Để con nó đựng trứng gà. Bên cạnh việc đựng trứng là còn có thể làm cho cái này biến thành một cái máy ấp trứng. Nhà lần sau mà nhà có trứng ấy mà muốn có gà giống ấy thì cứ tìm vào thật ra gì. Vâng. Có một điều đặc biệt mà chưa nhiều người biết, đó là ở ngôi làng chuyên những sản phẩm xuất khẩu cỏ tế như Lưu Thượng, bạn sẽ rất khó để tìm một gia đình nào dùng máy móc. Đan giỏ này có công đoạn nào mà cần phải sức vai dài vai rộng không? Bọn em đang rất muốn giúp. Không, cái này thì ai cũng làm được. Con trai anh làm được, mà con gái anh làm được. Và người già trẻ nhỏ cũng làm được. Thế chị có dùng bằng máy không? Không, cái này dùng bằng thủ công tất. Một ngày thì chị đan được mấy cái giỏ như thế này? Một ngày bình quân người ta làm được mấy chục cái. Mấy chục cái à? Có lẽ do đặc điểm được làm thủ công nên những sản phẩm từ cỏ tế của người làng được khắp nơi ưa thích. Người làng cũng vì vậy mà có được cuộc sống khấm khá. Và tất nhiên, họ yêu thứ nghề cha truyền con nối đã có từ mấy trăm năm nay. Từ sáng sớm cho đến khi hoàng hôn sắp tắt, lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp không khí làm việc tất bật của người làng. Cô, các cô, cái giỏ này dùng để làm gì đấy hả cô? Đây là cái giỏ để đựng hoa, để làm gọi là người ta thường gọi là lãng hoa. Cái này là chưa xong, còn một công đoạn nữa là người ta cắm quai. Ta cắm quai và khi mà ta đã cắm quai được hoàn thiện rồi thì con cắm lơ. Cắm lơ vào xung quanh này để trang điểm. Kể cả lơ, cả lên cả quai nữa. Đấy. Cô còn nhiều hàng không cô? Còn nhiều lắm. Nhiều lắm à? Còn rất nhiều. Từ làm từ giờ đến Tết còn nhiều lắm. Chúng tôi cũng không ngần ngại giúp đỡ các cô ấy một tay vào những lúc bận rộn và gặp công việc không mấy khó khăn. Thì hành động này của chúng tôi chắc chắn hữu ích hơn một màn ảo thuật cổ vũ tinh thần. Và nếu đến thăm làng Lưu Thượng thì hãy mua về cho mình hay người thân một món quà từ cỏ tế. Hoặc là giúp đỡ những người dân bận rộn nơi đây. Chắc chắn họ sẽ rất yêu quý bạn đấy.